Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật bình yên vui vẻ nha các bạn. Năm nay ở Việt Nam có một cái thời tiết rất là đặc biệt các bạn ơi, ở tỉnh Lào Cai. Trong cái thời gian này thì ở ngoài đó rất là lạnh và đồng thời khi mà cái nhiệt độ xuống 0 độ C xuất hiện mưa tiết và băng giá, xe cộ đi lại hết sức là khó khăn ha các bạn. Cụ thể ô tô xe máy gặp nạn trên đèo Ô Quy Hồ do mặt đường đóng băng. Ở đây khiến nhiều phương tiện đi lại di chuyển hết sức khó khăn, trượt khỏi mặt đường, kể cả ô tô và xe gắn máy hay các bạn, cả xe tải luôn các bạn ơi. Sáng hôm nay phóng viên đi đến đó và ghi nhận lại đó các bạn, tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn có 0 độ C thôi, xuất hiện mưa tiết băng giá. Tại đèo Ô Quy Hồ, mặt đường bị đóng băng, gây trơn trượt, các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, đã có xe gặp nạn quay ngang và quay ngược lại lao xuống dốc và xuống rãnh nước ha các bạn. Phóng viên ghi nhận lại có ít nhất 4 ô tô, 3 xe tải bị trôi tự do rồi quay ngang đường hoặc là lao xuống rãnh thoát nước. Nhiều xe máy trơn trượt nằm ở giữa đường là đi không được. Cái này hết sức là đặc biệt ha các bạn, khi đi trên mặt đường mà bây giờ là khi mà phanh nó không còn phanh được nữa, mà khi chạy chạy vẫn không được mà nó rơi xuống tự do, nó tự tuột xuống như vậy đó các bạn. Vì trên mặt đường là băng tuyết, nó sẽ đóng dày như thế này. Các bạn nhìn hình ảnh các bạn thấy rồi đó. Ở đây phải nói là có băng tuyết, năm nay rất là đặc biệt, cái thời tiết rất là lạnh ở đây. Một tài xế ở Lào Cai cho biết anh chở khách đi Lai Châu, khi đến thị xã Sapa lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ thì không thể đi được nữa do trơn trượt và xe nó tự tuột xuống ha các bạn. Thì hiện tại là những chiếc xe này bây giờ cố gắng tấp vô lề đường để chờ cái những cái băng trên đường đó nó tan đi. Hiện tại mặt đường đang đóng băng nên rất nguy hiểm, nhiều xe cộ qua lại chỉ được là một đoạn thì phải quay đầu lại thôi, không tiếp tục đi nữa ha các bạn. Hiện tại thì lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường, đã dựng rào chắn hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Ô Quy Hồ để đảm bảo an toàn cho người dân và tính mạng cho mọi người ha các bạn. Ở đây thì chắc có lẽ lạnh lắm các bạn ơi, vì 0 độ C mà ở mặt đường thì đóng băng trơn trượt không đi được, cho nên phương tiện qua lại ở đây thì khỏi đi rồi, bây giờ họ dừng hết chờ nắng ấm lên để cho cái băng này nó tan đi rồi mới di chuyển đi được. Thì ở đây là thời tiết rất là khắc nghiệt luôn các bạn ơi, lạnh quá cho nên mặt đường đóng băng, tất cả những cây cối ven đường đã phủ hết băng trắng xóa luôn các bạn. Do ảnh hưởng không khí lạnh cho nên là tuyết rơi có những nơi là nhiệt độ xuống thấp 7 đến 10 độ C, những cái vùng núi thì từ 4 đến 7 độ và vùng cao như là ở Sapa thì chỉ còn 0 độ, khả năng xảy ra giống như là băng giá luôn các bạn. Tất cả những cây cối ở xung quanh ven đường và những cái nơi mà trắng xóa giống như ở nước ngoài. Ở đây là hình ảnh rất là đẹp ha các bạn, nhưng mà xe cộ đi lại, phương tiện giao thông thì rất là căng các bạn ơi, họ không còn đi được nữa, chờ nắng lên để cho những cái lớp băng nó tan đi dần và họ có thể là di chuyển được ha các bạn. Hiện tại ở khu vực miền Bắc thì trời rất là rét, rất là lạnh, có những nơi xuống từ 7 đến 8 độ, có những nơi là 4 đến 7 độ ha các bạn, đặc biệt là ở Sapa chỉ còn 0 độ cho nên tuyết rơi trắng xóa nhiều nơi. Thậm chí tuyết rơi trên chiếc xe mà những người xung quanh đó lấy tay các bạn viết lên ở nơi đó: ngày 11 tháng 1 năm 2021, Sapa tuyết rơi 0 độ. Hey, 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 hey.